dạy chú tiếng rơ mông nhá. Dụ như ăn ăn cơm nói là gì? Trả lời đi con. Hải xoay. Hải xoay. Trong sai. Trong pa. Trong trong hà ta. Pa. Hà ta. Muốn xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì muốn dẫn mọi người đi vào cái vườn quốc gia để khám phá khu rừng này một chút và sẽ ghé lại một ngôi làng dọc đường biên giới này. Muốn trải nghiệm một cái cuộc sống ăn Tết vùng biên giới và ghi lại tất cả hình ảnh cho tất cả mọi người cùng xem và trải nghiệm nhé. Đây chính là một cái điểm du lịch sinh thái của vườn quốc gia Chư Mo Rai mọi người. Đây, vườn quốc gia Chư Mo Rai Safari Zapoc. Đây mọi người đã tới đây rồi. Bây giờ thì muốn sẽ đưa mọi người tới một cái khu du lịch đây. Thì mình sẽ có một cái rừng bằng răng rất là đẹp. Mọi người có thể là cảm nhận cái nơi này nó như thế nào. Đây là một cái vườn quốc gia rất là đa dạng về hệ sinh thái cũng như là sinh vật học ở đây nhé. Đây là một cái con suối mà mọi người có thể là trải nghiệm đánh bắt cá ở đây nhé cả nhà. Con suối này nó nằm ngay ở chỗ đường luôn, đó, dọc rồi một cái cây cầu như thế này. Đó, bây giờ thì anh em đang tiếp tục ra chỗ mà một nó có một cái bãi bằng lăng rất là đẹp, thì ngay sau đây thì Muôn cũng xin mời mọi người đi chiêm ngưỡng cái bãi bằng lăng này nhé. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc tất cả mọi người năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, một năm mới phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng nhé, gặp nhiều may mắn cả nhà. Đây là một cái rừng bằng lăng nguyên sinh, là địa điểm tiếp theo mà muốn giới thiệu cho tất cả mọi người. Nếu mọi người có thể qua đây thì nhớ kết nối với Muôn nhé, để chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cái rừng sinh thái này. Đây là một cái khu rừng nguyên sinh, một cái khu rừng được bảo tồn rất là nhiều, có thể yên tâm tới đây là check in này, rồi là quay video tha hồ sáng tạo những cái thước phim, những cái bức ảnh, rất là nhiều cái để cho mọi người có thể là muốn trải nghiệm ở đây. Ngoài ra thì trong cái khu rừng này thì có một cái con suối bên kia, một cái con suối cũng rất là mát lành luôn, để cho mọi người có thể là trải nghiệm đi thả lưới này, câu cá rất là nhiều cả nhà. Đó, mọi người có thể là ở đây một đêm để khám phá cái khu rừng này, và lại đi câu cá cùng những người dân ở đây. Ở đây không chỉ có những cái cây bằng lăng cả nhà, mình còn có những cái sản phẩm. Đây có thể gọi là một cái loại dược liệu, cái này là có thể mình đun nước. Nó là một cái loại gừng gió cả nhà. Đó, mình có thể đun nước nhé. Những cái loại gừng này nó mọc rất là nhiều ở đây. Nên là mọi người muốn thưởng thức một cái nước uống của rừng ấy thì có gừng chó cho tất cả mọi người ở đây. Nó còn nhiều cái lắm. Cái này là Muôn chỉ phát hiện được một cái đó thôi. Lại ở đây cũng có lá quế rừng nữa. Đấy. Là quế rừng. Đó, chúng ta cũng có thể là nấu nước, là mình cắm trại ở đây là có thể là uống cả những cái loại thảo dược này nhé. Rất là thơm luôn. Bằng lăng kiểu gì nó cũng có một rừng rất là bạt ngàn luôn. Dưới rừng cây này là một cái tán cây nhỏ cũng rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là trải nghiệm. Cái mùa này thì bằng lăng nó hơi rụng lá nên là lá nhìn vàng, nó cũng rất là thú vị.
Tới cái mùa thay lá ở đây nó sẽ có một cái màu xanh bạt ngàn luôn, cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bây giờ mà có gió một phát nó rất là đẹp cả nhà. Những cái lá cây này nó sẽ rụng xuống. Hôm nay thì Muôn với mấy anh em đi khảo sát trước cái địa bàn để cho tất cả mọi người là cùng chiêm ngưỡng cái cảnh vật nơi này. Đó, mọi người có thể nghe những cái tiếng chim hót, nó rất là đã tai. Về phía nam của vườn quốc gia là một ngôi làng của người đồng bào Rơ Mông. Nơi này được tỉnh quy hoạch phát triển một cái làng du lịch cộng đồng. Đây cũng là một ngôi làng có cồng chiêng số lượng lớn nhất tỉnh. Theo Muôn được biết thì nơi này có hơn 100 bộ cồng chiêng. Ngoài ra, những phong tục tập quán của nơi này cũng đáng để cho chúng ta cùng khám phá và tìm hiểu nhé. Sau đây thì Muôn xin mời tất cả mọi người cùng Muôn đi tìm hiểu về cái ngôi làng này, xem nó có những cái gì đặc biệt. Biệt là cái ngôi nhà, nếu mà tới đây chơi mình không được phép mình leo lên đó nhá, trừ khi nó có một cái lễ gì đó là họ mới mở ra thôi. Thấy là đằng sau Muôn đây là một cái ngôi nhà rông của người Rơ Mông, bà con dân tộc thiểu số, cũng thuộc vào dạng dân tộc thiểu số ít người của ở tỉnh Kon Tum nhá. Nơi này thì bà con chủ yếu cũng mưu sinh bằng việc làm nương rẫy, nên là những cái tập tục xưa cũ thì vẫn còn được lưu truyền tới ngày nay. Đặc biệt là sự minh chứng cho cái tập tục đó là những cái cây nêu này. Cây nêu này được bà con dựng lên để phục vụ cho cái lễ hội lớn trong năm, như lễ hội mở kho lúa nhá. Bốn cây nêu này là sẽ được buộc hai con trâu với hai con dê. Đây, mọi người có thể thấy là cái dây buộc trâu buộc dê họ sẽ cột trực tiếp vào cái chỗ cái cây nêu này. Dấu tích nó vẫn còn ở đây, bữa trước bà con cũng đã ăn trâu ở đây một lần rồi. Cây nêu này khá là cao, được bà con thiết kế cũng rất kỳ công. Đây có mấy đứa nhỏ này, rất là dễ thương luôn. Đấy, đặc biệt là đứa này. Đây, đây. À, thấy chưa? Rất là dễ thương, rất là Tây Nguyên đấy. Để xem bé này xem nào. Bé này xem. Đó. Ngồi đây để chú ơi ha. À, con. Đây. Có rất nhiều cháu luôn hôm nay. Con tên là gì? Con tên là Huyền. Huyền hả? Còn con tên là gì? Con tên là Xuyệt. Xuyến? Xuyệt. 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 À, một cái tên này cũng rất là đặc trưng đấy. Nhiều khi là mình cũng nếu mà đọc nhầm tên của mấy đứa nhỏ này cũng không được đâu cả nhà nhé. Đi tới đâu mình cũng phải đọc cho nó đúng. Dạy chú tiếng Rơ Mông nhá. Dạ, dạ, ăn cơm dạ. Nói là gì? Trả lời đi con. À, xoay. À, xoay à? Hải xoay. Trăng pha, trăng sai, trăng pha, trăng trăng hà ta, hà ta, hà ta, sức khỏe là nào? Còn uống rượu, uống rượu, uống rượu, nhung, eru, eru, thế là uống nước, diệt, nó không giống đâu. Thật ra thì mọi người cứ nghĩ là tiếng đồng bào ấy nó sẽ giống nhau, nhưng mà thật sự nếu mà phát âm ra thì mình nghe vẫn lạ tai. Nó sẽ có những cái câu từ nào đó nó giống nhau thôi, nó hoàn toàn rất là khác. Nó giống như mấy đứa hồi nãy là nói những cái câu đó là mình không thể hiểu được. Xin chào Việt Nam.
đang làm một cái trạm dừng chân ở đây cả nhà. Mấy ngày Tết là đi kiếm mấy cái đồ chỗ quán ăn là không có, nên anh em cũng mang mấy cái đồ nghề thường hay đi phượt về, anh em sẽ rải ở đây nhá. Kia là đống lửa, đây là một cái nồi chiên, nồi chiên phượt cả nhà. Đó, anh em đang nướng thịt ở đây. Thịt này vào phía gần chỗ em đi, hoặc là đây này phần này thì kia nhá. Hôm nay ba chàng ngốc đi lang thang này. Một thằng này là ngốc quá, chưa lấy vợ. Còn thằng này với thằng đang quay phim là có vợ mà không biết dùng, đi bỏ đi lang thang này. Gãy. Lấy cái gì? Lấy cái gì? Đỏ đi. Đó, ôi, từ từ đã. Bắn đấy ra đây, đi không. Rồi để lên. Để tạm lên đây đi. Để xử lý sau. Có vẻ ăn có vẻ hơi khó nhọc rồi mọi người ơi. Ăn thế mới ngon. Thế nó mới hay chứ. Còn sẵn ăn này nó bình thường quá. Là đi bao nhiêu cây số mới được ăn chứ. Chuyến đi này càng thú vị hơn nữa thì khi mà anh Phương anh còn bố trí thêm được một cái vài cái âm thanh lạ nữa. Rất là hay luôn. Đấy. Tu ba mọi người. Không nghe mà nó dai mà. Ôi, quý quá thế nhỉ? Em ngồi đây với anh em cho nó vui. Dạ, anh ngồi đi, em ăn nữa, ăn xong rồi. Không, tí nữa ngồi đây chơi, ngồi chơi có chủ nhà, có khách một tí nữa. Có tổng ghen không? Có tổng ghen không? Đây, của anh trong ở đây. Lấy cái gì vậy? Cái ly nhựa cũng được không? Thằng cầm ở đấy nó nhìn thấy cái rượu, còn cái chén này nhìn như uống canh nhá. Hai cái luôn, hay cái chén này nó đây. Dạ, mời chú, mời chú. Mời đại ca được biết. Dạ. Mẹ năm 2008. Không cần phải nâng chén đâu. Rồi, anh chờ lấy cái tôm nữa luôn. Rồi, hai em cứ nhìn ra đây thì xem có ra bao nhiêu. Không, đang cứ lấy cái tôm mà nhìn từ đó sẽ được. Rồi, lấy cả xa xa cái cỏ kia cũng được. Rồi, đây. Con này ba anh em mà tới đây thì nhờ được chú chủ nhà này rất là vui luôn cả nhà. Hiện tại thì cũng đông đủ tất cả mọi người. Ở đây là những anh chàng thanh niên của làng, họ cũng ra chung vui với mấy anh em ở đây nhé. Còn mấy đứa đẹp trai không, xin gái này. Đây là ông anh lớn ở trong nhà. Ơi, đứa nhỏ nghịch quá nhỉ. Lấy vợ chớp mà. Ủa, mấy em có uống rượu không? Uống không? Ngồi đây đi, ngồi đi cho nó vui. Hôm nay có đi chơi được nhiều chưa? Đúng làng nó vui rồi. Tết là một cái bữa nào là gọi là gặp gỡ gia đình chung vầy là hạnh phúc rồi. Là thế. Không phải là xin rồi. Bạn bè cháu cho ra con tung nhiều lắm. Em khóc rồi. Nhá nhá, em ăn rồi. Đây là đi từ trên Ngọc Hồi xuống. Ngọc Hồi xuống rồi đi quay phim đường quốc gia. Xong bắt đầu đi tới đây. Giờ là kiếm cái chỗ mà ăn cơm khó. Nên là anh Phương xin nhờ bà con ở đây. Nói chung là hôm nay là cũng là Tết nữa, nó rất khó để kiếm mấy cái quán, không khó. Rất là vui là nhờ gia đình mà cũng là vui rồi. Gia đình với mọi người rất tuyệt vời. Đây nhà, nói chung là nhà là chung nhà đây. Đấy, nhưng mà anh em gặp cái này cũng vui rồi. Không thích chọn nó kìa, có gì vui đấy thôi. Cảm nhờ mà. Mấy đứa dùng đi, đâu rồi? Anh em mấy đây, anh em dùng đi. Đừng có ngại nhá.
ơn chủ nhà cho phép để anh em có cơ hội để giao lưu ở nhà mình, cũng để cho anh em có cơ hội dừng chân ở đây để cùng hòa quyện với cái mùa xuân ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thế thì các em thanh niên cũng nâng ly chúc mừng xuân mới cho nó vui vẻ đúng không em? Đi đâu? Đi đây, đi đây. Nước ngọt đông đầy chân ly và uống thật cạn, hô từ 1 đến 3 nhá. Được chưa? Chắc là anh cũng phải xin tí ly rượu đi hả? Đúng. Phải mạnh dạn lên như thế. À. Mời cả nhà nâng ly nào. Hô một phát cho nó được rỡ nào, cho năm mới cho nó nhiều may mắn nào. Mời em. Cho tất cả những hô nhá. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, uống. Uống nhum hả? Nhum hốt. Xin nhai. Đây là xin nhai lên.